5 bài tập giúp bạn có một bắp tay thon gọn để tha hồ diện đồ đẹp mỗi khi đi chơi. Đôi tay chảy xệ làm bạn thiếu tự tin và mệt mỏi. 10 bài tập giảm mỡ bắp tay tại nhà ngay sau đây sẽ nhanh chóng giúp bạn có đôi tay thon, gọn, quyến rũ mà không tốn nhiều công sức. Một cánh tay mềm nhũn, nhão mỡ sẽ làm xấu đi vẻ ngoài của bạn, thậm chí hủy hoại toàn bộ vóc dáng. Vậy nguyên nhân nào đã gây ra mỡ ở cánh tay? Mỡ cánh tay thường do sự tích tụ lượng mỡ thừa quá nhiều quanh vùng cánh tay. Sự tích tụ mỡ ở những bộ phận khác trên cơ thể khá dễ để loại bỏ. Tuy nhiên, giảm mỡ cánh tay lại rất khó. Tuổi tác cao cũng là một nguyên nhân gây mỡ ở cánh tay. Tỷ lệ trao đổi chất giảm theo độ tuổi. Điều này có nghĩa là lượng calo đốt cháy sẽ thấp hơn. Đó là lý do gây mỡ ở cánh tay. Ít vận động và không tập thể dục thường xuyên sẽ gây tích tụ mỡ trong cơ thể, đặc biệt là ở vùng cánh tay. Ngoài ra, tăng cân nhanh cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra mỡ ở vùng cánh tay. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức khoa học về sức khỏe. Đừng quên nhấn nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cùng chung tay tạo dựng cộng đồng người Việt khỏe mạnh trên khắp thế giới bằng cách nhấn nút like, share khi thấy video hữu ích nhé bạn thân mến. Xin chân thành cảm ơn. 5 bài tập giúp giảm mỡ cánh tay đơn giản mà hiệu quả. 1. Bài tập cơ tam đầu một tay. Bài tập này không chỉ làm tan chảy mỡ thừa ở vùng cơ tam đầu mà còn giúp cánh tay săn chắc và thon gọn. Đối với động tác này, bạn không cần dùng tới bất kỳ dụng cụ nào. Bạn có thể thực hiện trực tiếp trên sàn hoặc thảm tập. Ngồi trên sàn, hai chân khép vào nhau, hai tay đặt trên sàn, rộng bằng vai, sau hông khoảng 30cm. Các ngón tay hướng về phía hông, lòng bàn tay úp xuống. Gập hai gối, duỗi thẳng hai cánh tay và nâng hông lên. Cách này sẽ đặt trọng lượng lên hai cánh tay. Cong cùi trỏ trái, tay phải duỗi thẳng, hạ thấp hông xuống sàn. Đảm bảo hông không chạm sàn. Lặp lại cho bên tay còn lại. Bài tập nhún cơ tam đầu. Bạn có thể thực hiện bài tập này tại nhà với ghế cao khoảng 60cm hoặc một cái bàn nhỏ. Toàn bộ trọng lượng cơ thể sẽ đè lên cơ tam đầu để làm căng cơ. Đặt một chiếc ghế hoặc bàn cố định. Đứng trước ghế khoảng 90cm, xoay lưng lại và đặt hai tay lên cạnh trước của ghế hoặc bàn. Hai tay rộng bằng vai. Bước từ 3 cho đến 4 bước về phía trước. Duỗi thân người trên, hạ thân người xuống. Sao cho hai gối ngang hàng với chiều cao của ghế hoặc bàn. Cong hai cùi trỏ và hạ thấp thân người xuống càng gần sàn càng tốt. Quay trở lại tư thế ban đầu. Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 20 lần. 3. Bài tập plank đi sang bên. Giống như động tác cơ tam đầu một tay, bài tập plank đi sang bên giúp làm căng các cơ cánh tay bằng cách đốt cháy mỡ tích tụ trên cánh tay. Nằm úp trên sàn hoặc thảm tập và tạo tư thế plank thẳng tay, hai tay rộng bằng vai, hai chân khép lại, duỗi các ngón tay ra, duỗi người tạo thành đường thẳng, di chuyển tay phải sang bên trái và chân trái về bên trái, tiếp tục như thế với tay trái và chân phải. Quay trở lại tư thế plank ban đầu, kéo cơ bụng về hướng xương cột sống và xương chậu, đổi hướng và lặp lại 3 bước cho bên phải. 4. Bài tập hít đất. Tập trung vào cơ ngực và cơ cánh tay trong. Bài tập hít đất giúp làm săn chắc cánh tay trên bằng cách đốt cháy mỡ thừa. Thêm nữa, bạn chẳng cần tới bất kỳ dụng cụ nào khi thực hiện động tác này. Trọng lượng cơ thể đóng vai trò chính để làm tan chảy lượng mỡ cứng đầu tích tụ ở cánh tay. Nằm sấp trên sàn, hai chân khép vào nhau, thực hiện tư thế hít đất. Hai tay rộng hơn vai, cùi trỏ duỗi thẳng, cong cùi trỏ và hạ thấp người xuống. Nhớ không được để bụng chạm sàn. Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 10 lần. Bạn có thể thực hiện động tác hít đất mở rộng bằng cách giữ hai tay rộng hơn vai và hít đất đóng bằng cách kéo hai tay lại gần nhau. 5. Bài tập hít đất nghiêng người. Bài tập này gần giống với động tác hít đất cơ bản, nhưng thay đổi duy nhất trong tư thế này là bạn cần một điểm tựa hoặc một cái bàn để tập.
Thực hiện tư thế đất bằng cách chống hai tay vào bụng cao, hai chân khép vào, hai tay rộng hơn vai, lưng và vai duỗi thẳng để dồn trọng lượng lên các cơ cánh tay. Thực hiện 3 hiệp với 20 lần lặp lại. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage Kiến thức khoa học về sức khỏe. Thank you.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Kiến thức Khoa học về sức khỏe. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.